vì sao Võ Văn Thưởng vẫn chưa được yên. Sáng ngày 26 tháng 4, đoàn lãnh đạo, chủ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương đã vào viếng lăng Hồ Chí Minh. Đáng chú ý trong đoàn này, người ta thấy sự xuất hiện của các ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, nhưng lại thiếu ông Võ Văn Thưởng. Cả ông Phúc và ông Thưởng đều là cựu chủ tịch nước bị cho thôi chức vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là sự kiện tương đối bất thường. Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong cùng ngày 26 tháng 4, ông Lê Viết Chữ, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ ra khỏi đảng. Trước đó, ông Chữ đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam vào ngày 27 tháng 3 theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Ông Lê Viết Chữ được cho là đàn em thân cận với ông Võ Văn Thưởng và cũng là người giúp cho tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo trúng các gói thầu chính thi công nhiều tuyến đường, trong đó có dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi. Về lý do khai trừ đảng với ông nguyên bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, được nêu rõ là ông Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước cho hay tập đoàn Phúc Sơn đã hối lộ ông Lê Viết Chữ để được tạo điều kiện trúng thầu và tập đoàn Phúc Sơn cũng đã bị cho là nguyên nhân khiến cho sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng đứt gánh, dẫn đến việc ông Thưởng phải từ chức chủ tịch nước và bị cách toàn bộ các chức vụ trong bộ máy của đảng và nhà nước vào hồi tháng 3 năm 2024. Theo giới quan sát, phải chăng việc vắn mặt của ông Võ Văn Thưởng trong đoàn viếng lăng ông Hồ Chí Minh nói trên vì những việc bê bối ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa dàn xếp xong với Bộ Công an. Đàn em của ông Thưởng thì vẫn chưa ổn và các thỏa thuận chưa chót lọt. Vì thế, ông Võ Văn Thưởng đã mất hút trong các sự kiện chính trị công khai của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mối quan hệ đáng ngờ của bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng. Chuyện ông Võ Văn Thưởng lâu nay được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch, do chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc, tham nhũng là điều có thật. Tuy nhiên, mới đây, những cáo buộc của Bộ Công an khẳng định, trong thời gian làm bí thư Quảng Ngãi, ông Võ Văn Thưởng đã dính đến tham nhũng rất lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo giới quan sát, ông Võ Văn Thưởng có một mối quan hệ đặc biệt trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là Sâu Chúa, một chùm tham nhũng và là người chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan, mới đây đã hầu tòa với các cáo buộc tham nhũng rất nghiêm trọng và đã bị tuyên án tử hình. Trong quá khứ, ông Võ Văn Thưởng với sự vận động của ông Bí thư Lê Thanh Hải đã giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, ông Lê Thanh Hải hy vọng rằng sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 2 năm 2016, ông Thưởng sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng có vai trò không nhỏ trong việc giải cứu cho Lê Thanh Hải thoát án truy tố với những sai phạm hết sức nghiêm trọng xảy ra ở Sài Gòn, nhất là vụ tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị mới tại Thủ Thiêm. Đó là lý do vì sao cuối cùng ông Hải chỉ bị kỷ luật cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong quá khứ, ông Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với những nhóm lợi ích tại Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả mối quan hệ đáng ngờ với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan. Chính trường Việt Nam đang có những xáo trộn rất lớn, có các biểu hiện hết sức bất thường và đáng lo ngại. Có khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm khởi tố bắt giam để làm rõ trách nhiệm về những mối quan hệ của ông với các cá nhân đã cố tình bao che cho ông trong một thời gian rất dài, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng. Tổng hợp những vấn đề vừa kể trên cho thấy việc ông Võ Văn Thưởng có thể vẫn chưa được yên sau khi đã từ chức là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Vì sao Võ Văn Thưởng chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Huệ Vương mất chức, dư luận Việt Nam và quốc tế nói gì? Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ bị buộc phải từ chức. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy thực trạng bất ổn chính trị của Việt Nam. Nó không như từ trước đến nay đảng vẫn tuyên truyền. Chỉ mấy tuần sau khi cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ nhiệm, nay đến lượt ông Vương Đình Huệ cũng phải ra đi, đều vì dính đến tham nhũng, điều mà Việt Nam hiện nay đang nhiễm trầm trọng. Trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin nhưng mang tính chất tránh né theo lối Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, thì truyền thông quốc tế khẳng định Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ chức vì điều tra tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Đáng chú ý, hãng tin AP đã đưa ra một nhận xét chua cay rằng bất ổn chính trị có thể đe dọa tham vọng kinh tế của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi đầu tháng này, Tổng giám đốc điều hành của công ty Apple, ông Tim Cook cho biết ông muốn tăng cường hơn nữa việc đầu tư vào nước này, nhưng sau khi rời Việt Nam, ông đã đổi ý và cho biết Apple sẽ đầu tư vào Indonesia. Điều này hoàn toàn phù hợp với đánh giá của giới chuyên gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã và đang đình trệ vì quan chức nhà nước đều sợ sai, sợ bị vào lò nên họ đã thủ thế, không dám ký các quyết định quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp cũng vì vậy mà thủ thế, làm ăn cầm hơi chờ lò tắt, còn nguồn vốn FDI thì lẳng lặng đầu tư sang nước khác. Nhiều bình luận cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Vương Đình Huệ nói riêng đã mất điểm nghiêm trọng. Đại tá nhà báo Trần Nhung, cựu trưởng ban thời sự quốc tế của báo Quân đội Nhân dân tiết lộ. Dư luận đã sầm sỉ là tiền lương vợ chồng anh chắc không thể chu cấp được cho hai đứa con đi du học, bởi học phí và chi phí rất cao. Về nước, cậu con trai ấy công tác ở một đoàn thể chính trị xã hội, được doanh nghiệp biếu ô tô, còn anh cũng vung đoàn lòng cho nhận. Anh là một nhà thờ cũng khiêm tốn, nhưng các đồ vật trang trí trong nhà thờ và cây cảnh mà các doanh nghiệp đem biếu tặng để ngoài vườn, thì giá trị cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đám cưới của anh chật hội trường lớn quốc gia Mỹ Đình, và người ta cho rằng phần lớn khách dự đều là các doanh nghiệp ở mọi vùng của đất nước. Một người hàng xóm liên kề tường nhà anh cho biết phong bì mừng đám cưới chứa tới mấy cây dương mới đựng hết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ. Trong khi đó, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng viết trên trang Facebook cá nhân cho biết: tôi thân với anh Vương Đình Tiệp, Phó Tư lệnh Hải quân vùng 5. Gần 30 năm trước, một hôm tôi hỏi anh thấy có Vương Đình Huệ, có phải là họ hàng của anh không? Anh bảo có. Nó giống mày, tưng trong sạch lắm, tài sản chẳng có gì. Vậy mà tác giả mỉa mai, ông Huệ hôm nay đứt cước, điếm nhục quốc gia. Khổ quá, lần thật nghĩ ai lại đến như vậy. Còn ông Lê Kiến Thành, một hoàng tử đỏ, chọn con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhận xét về những lãnh đạo vừa bị hạ bệ trên trang Facebook cá nhân. Trong status, thật ra họ là ai vậy? Ông Thành cho biết, họ là những người đứng vào hàng ngũ của những người yếu tố nhất. Sau một thời gian thử thách qua nhiều cung bậc của chính quyền, họ được trang bị những lý luận chính trị, kinh tế và cả quân sự sâu sắc nhất. Qua những lần bỏ phiếu tín nhiệm ở nhiều nơi, đa phần họ có số phiếu cao nhất. Họ bước lên đỉnh vinh quang sau khi long trọng thề với quốc dân đồng bào, về lòng trung thành, về sự hy sinh, về tâm nguyện, cống hiến. Rồi bỗng một hôm họ buông lỏng, họ vi phạm những điều cấm, vi phạm lối sống bình thường, họ làm tổn hại và họ biến mất như chưa từng có trong đời sống của chúng ta. Vương Đình Huệ và ông Tập Cận Bình. Ông Lê Kiên Thành thẳng thừng đặt câu hỏi: tôi vô cùng đau đớn, chỉ muốn hỏi những người đã kết nạp họ vào tổ chức, đã từng ca ngợi họ, đã bỏ những lá phiếu cho họ rằng thật ra họ là ai vậy? Đây cũng là câu hỏi mà công luận muốn ban lãnh đạo Đảng và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời nhân dân. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì viết: tôi thì đã lâu rồi vô cảm với việc quan chức lên xuống, ngã ngựa, bị đuổi hay bị truy tố. Ăn trong giọng họng mồ hôi của nước mắt nhân dân nên trả nghiệp cũng là lẽ bình thường, nhất là ăn bẩn, rồi còn kéo anh em họ hàng ăn cùng, lộng hành cùng, chờ cháo cùng, thì ngàn năm không rửa hết tội lỗi. Công luận thấy rằng liên tiếp hai chủ tịch nước và đến nay thêm chủ tịch quốc hội đương nhiệm cũng phải về vườn vì tham nhũng,
Vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và không hề chịu trách nhiệm về các đồng chí lãnh đạo cấp cao của mình. Cũng xin hỏi ông Nguyễn Phú Trọng có còn liêm sỉ và lòng tự trọng hay không? Và vì sao ông không xin từ chức theo quy định như các đồng chí khác của ông? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Huệ Vương mất chức, dư luận Việt Nam và quốc tế nói gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.